Các bạn đang nghe truyện ta có thể nhìn thấu tin tức vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 473, Tiểu Nghiên tu luyện. Đưa thần binh này cho ta, nhìn cây trường côn màu đen mà Lục Thanh đưa tới, Ngụy Tử An ngẩn người. Đúng vậy, ở đây chỉ có ngươi dùng côn, thần binh này vừa vặn thích hợp cho ngươi. Lục Thanh cười nói. Nhưng mà, cái này quá quý giá. Ngụy Tử An do dự nói. Không phải Ngụy Tử An không muốn mà là thần binh thật sự quá quý giá. Phải biết cả ngụy gia bọn họ, chỉ có lão tổ tông mới có binh khí cấp thần binh, ngay cả cha hắn là gia chủ cũng không có thần binh. Giờ đây Lục Thanh lại muốn đưa cho hắn một món thần binh để dùng, Ngụy Tử An thật sự không dám nhận. Không sao, dù sao cũng là đồ vật không dùng đến, không dùng thì phí, ở đây chỉ có ngươi am hiểu công pháp, không cho ngươi thì cho ai, ngươi cứ nhận lấy đi. Lục Thanh đặt trường côn vào tay Ngụy Tử An thấy lục thanh đã nói vậy ngụy tử an đành phải nhận lấy trường côn nhưng ánh mắt hắn vẫn còn chút mơ hồ dường như không thể tin được mình lại dễ dàng có được một món thần binh như vậy cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo và thoải mái của trường côn hắn thậm chí còn nghi ngờ mình có đang nằm mơ không tuy nhiên thần binh tuy tốt nhưng với cảnh giới hiện tại của tử an ngươi chưa thể phát huy hết uy lực của nó ngày thường ngươi nên dùng khí huyết để nuôi dưỡng và làm quen với nó là chính chưa nên dùng nó để chiến đấu Đợi đến khi ngươi trở thành võ giả nội phủ cảnh, thần binh này mới có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho ngươi." Lục Thanh nhìn thấy Ngụy Tử An nâng niu cây côn không rời tay, nhắc nhở một câu. "Thần binh không phải vật tầm thường, dù là thần binh sơ cấp nhất cũng đã có một chút đặc tính của pháp khí. Với tu vi hiện tại của Ngụy Tử An, hắn chưa thể kiểm soát được nó." "Ta sẽ nhớ." Ngụy Tử An nghiêm nghị đáp. Mã Cổ đang điều khiển xe ngựa nghe thấy cuộc trò chuyện trong xe, trên mặt nở nụ cười. Ngụy Tử An là đệ tử duy nhất của ông, có thể nhận được một món thần binh, với tư cách là sư phụ, ông tự nhiên rất vui mừng. "Đúng rồi, A Thanh, lúc trước khi ngươi giao đấu với tông chủ Lưu Vân Tông, ngươi đã sử dụng lực lượng gì vậy? Có vẻ hơi kỳ lạ." Thấy Lục Thanh đã dặn dò xong Ngụy Tử An, lão đại phu đột nhiên hỏi. Ông vẫn còn khá kinh ngạc trước thực lực mà Lục Thanh thể hiện trong trận chiến với mặt chấn. Trước đó có người ngoài là nam tử cầm kiếm ông không tiện hỏi bây giờ cuối cùng cũng có thể hỏi thăm đó là một loại lực lượng mà đệ tử mới nắm giữ được vài ngày trước lục thanh đưa tay ra một luồng ánh sáng và nhạc hiện lên trên tay hắn đệ tử từng có được một bảo vật gần đây thiên địa biến đổi đệ tử đã luyện hóa một phần của nó từ đó có được năng lực này nói xong lục thanh xoay bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống mọi người trong xe ngựa lập tức cảm thấy một lực lượng vô hình đè lên người mình khiến cả cơ thể trở nên nặng nề hơn một chút đương nhiên lục thanh chỉ để họ cảm nhận một chút thôi chứ không dùng sức quá nhiều nếu không ngựa sẽ không chịu nổi lực lượng này ánh mắt lão đại phu lộ rõ vẻ kinh ngạc ông có thể cảm nhận được sự nặng nề này không phải là ảo giác mà cơ thể ông thật sự trở nên nặng hơn đây là lực lượng nguyên tố là một loại lực lượng thổ hành giống như trọng lực của đại địa chỉ khác là nó do đệ tử kiểm soát có thể thay đổi hướng tùy ý lục thanh nâng bàn tay lên mọi người cảm thấy lực lượng đó thay đổi trong nháy mắt nâng họ lên có cảm giác như sắp bay lên lực lượng nguyên tố ngươi có thể nắm giữ lực lượng này thật là thần kỳ trong các loại lực lượng thổ hành đây là một loại lực lượng tương đối hiếm có ngay cả những cường giả chuyên tu chân khí thổ hệ đã đạt tiên thiên đại thành trở lên cũng chưa chắc có thể nắm giữ được lão đại phu cảm nhận một lúc rồi tán thưởng còn những người khác thì càng kinh ngạc hơn Đặc biệt là Tiểu Nghiên, mắt nàng mở to. "Ca ca, Tiểu Nghiên cảm thấy cơ thể nhẹ quá, nếu nhẹ hơn nữa, có phải sẽ bay lên không? Không dễ dàng như vậy đâu, nhưng nếu Tiểu Nghiên muốn học bay, cũng không phải là không có cách." Lục Thanh cười nói. "Tiểu Nghiên thật sự có thể học bay sao?" Cô bé mở to mắt hơn nữa. Ngụy Tử An cũng nhìn lại với vẻ không thể tin được. "Con người có thể bay sao?" Theo hắn biết ngay cả cường giả tiên thiên cảnh dường như cũng không thể bay lên được. Ngược lại, lão đại phu hơi động lòng, dường như nghĩ đến điều gì đó. Tuy nhiên, muốn học bay không phải là chuyện dễ dàng, phải chịu nhiều khổ cực, ngươi có còn muốn học không? Lục Thanh nghiêm túc nói. Tiểu nghiên muốn học, cô bé lập tức đáp, không chút do dự. Tốt lắm, từ ngày mai trở đi, ca ca sẽ bắt đầu dạy ngươi thuộc bay. Lục Thanh mỉm cười. Ban đầu, hắn định đợi thêm vài ngày, Đến Trung Châu, không cần phải vất vả trên đường nữa, mới dạy Tiểu Nghiên tu luyện. Nhưng thu hoạch ở Lưu Vân Tông đã khiến hắn thay đổi ý định. Đã có kỳ vật như Cửu U Băng Linh Dịch trong tay, việc tu luyện của Tiểu Nghiên có thể được ưu tiên sớm hơn. "A à Thanh, con quyết định dạy Tiểu Nghiên tu hành rồi sao?" Lão đại phu hỏi. "Vâng, sư phụ, đệ tử đã có được vài thứ trong tàn bảo cát của Lưu Vân Tông, vừa hay có thể dùng để hỗ trợ Tiểu Nghiên tu hành." Lục Thanh nói. Lão đại phu gật đầu. Nhưng ông cũng có chút tò mò. Từ trước đến nay, ông đã vài lần đề cập đến vấn đề tu luyện của Tiểu Nghiên, nhưng Lục Thanh đều từ chối, nói rằng thời cơ chưa đến. Giờ đây cuối cùng cũng chuẩn bị để Tiểu Nghiên tu luyện, ông cũng muốn biết Lục Thanh sẽ dạy nàng phương pháp tu hành nào. Ngụy Tử A nghe xong, mới hiểu ra rằng Lục Thanh đã dùng việc bay để khơi gợi hứng thú tu luyện của Tiểu Nghiên. Xem ra cái gọi là thuật bay đó hẳn là do hắn bịa ra xe ngựa chạy chậm rãi về phía trước, thỉnh thoảng lại bị sốc nảy vì đường gập ghềnh. Vì trải qua nhiều trận chiến liên tiếp, lão đại phu cũng tiêu hao không ít, nên nhắm mắt nghỉ ngơi, điều dưỡng tinh thần. Ngụy Tử An và Tiểu Nghiên thấy vậy cũng ngoan ngoãn không nói gì thêm. Lục Thanh có dị bảo bên mình, từng giây từng phút đều đang tẩm bổ cơ thể, nên không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thấy trong xe đã yên tĩnh, hắn cũng nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần vào khiếu huyệt mi tâm bên trong khiếu huyệt mi tâm thổ linh châu chiếm vị trí trung tâm của không gian khiếu huyệt như một ngôi sao màu vàng đất tỏa ra khí tức nặng nề và uy nghiêm từ từ xoay chuyển xung quanh là năm chùm sáng màu sắc khác nhau một phù lục thần hồn nhỏ bé nhưng vô cùng thần bí nằm ở trung tâm của thổ linh châu chi phối mọi thứ trong không gian khiếu huyệt trong cảm ứng của lục thanh thổ linh châu tỏa ra khí tức uy nghiêm nặng nề tuy xoay chuyển chậm chạp nhưng mỗi vòng xoay của nó tựa như cối xay của trời đất nghiền đi một phần tạp chất trong cơ thể hắn. Khiến nhục thể và thần hồn của hắn thêm phần cường đại. Chính nhờ sự tăng tiến từng giây từng phút ấy, nhục thân và thần hồn của hắn nay đã mạnh hơn gấp bội so với lúc trời cửu lý thôn. Lục Thanh ước chừng, với thực lực hiện tại, hắn không cần dùng đến bất kỳ ác chủ bài nào khác, chỉ dựa vào khí huyết nhục thân, e rằng cũng đủ để dễ dàng đánh chết lão thái bà họ trịnh năm xưa. Tương tự, thần hồn tăng tiến cũng giúp lục thanh luyện hóa và khống chế thổ linh châu tốt hơn giờ đây đã luyện hóa hơn phân nửa thổ linh châu ngày hoàn toàn luyện hóa nắm giữ trọn vẹn chí bảo thổ hành này cũng không còn xa khống chế thổ linh châu tốt hơn cũng giúp hắn có thêm nhiều năng lực liên quan đến bảo vật này trong lưu vân tông hắn đã sử dụng một trong số đó chính là lực lượng nguyên từ lực lượng nguyên từ vô cùng thần diệu ngay cả lục thanh cũng không thể giải thích tường tận bản chất của nó nếu phải so sánh, hắn cảm thấy nó có phần giống như khống chế trọng lực. Tuy nhiên, lực lượng nguyên từ hắn hiện có thể khống chế vẫn chưa quá mạnh. Hắn ước chừng, nhiều nhất chỉ có thể trói buộc được những kẻ mới bước vào tiên thiên, như mặt chấn với thực lực tiên thiên tiểu thành lúc trước, một khi bộc phát toàn lực thì không thể trói buộc được nữa. Phạm vi cũng không lớn, chỉ trong vòng 10 trượng. Với thực lực của Lục Thanh, đây không phải là sát chiêu ác chủ bài nhưng dùng để dọn dẹp tạp binh thì lại là một năng lực rất tốt. Đương nhiên, nếu hắn luyện hóa hoàn toàn thổ linh châu, lực lượng nguyên tử có thể sử dụng sẽ tăng lên rất nhiều, khi đó năng lực này sẽ trở thành một sát chiêu đáng sợ. Ta có thể cảm nhận được, nhiều nhất 10 ngày nữa, nhục thể và thần hồn của ta sẽ lại đạt đến một giới hạn mới. Lúc đó, cũng gần đến lúc tới Trung Châu rồi. Không biết ở Trung Châu có tìm được cơ duyên dành cho ta hay không, nếu không tìm được, vậy thì trực tiếp đột phá, bước vào tiên thiên cảnh lục thanh trầm ngâm suy nghĩ thực lực của hắn từ lâu đã đủ để bước vào tiên thiên cảnh bất cứ lúc nào chỉ là một trực giác mơ hồ mách bảo hắn rằng hiện tại chưa phải là thời điểm tốt nhất để đột phá nên hắn vẫn kìm nén cảnh giới chưa đột phá sau đó có được thổ linh châu khiến nhục thể và thần hồn của hắn lại một lần nữa phá vỡ giới hạn có thể tiếp tục tăng cường hắn liền nhân cơ hội này tiếp tục trì hoãn việc đột phá tiên thiên cảnh giờ đây cường độ nhục thân và thần hồn của hắn sắp đạt đến giới hạn một lần nữa và lục thanh có thể cảm nhận được lần này hắn sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn thực sự sau này dù có được linh dược hay linh bảo lợi hại hơn nữa e rằng cũng không thể giúp nhục thể và thần hồn hắn tăng tiến thêm được nữa muốn tiếp tục mạnh lên chỉ có thể bước vào tiên thiên cảnh vì vậy hắn quyết định đợi đến khi nhục thân và thần hồn lần nữa đạt đến giới hạn nếu cơ duyên trong cảm ứng mơ hồ kia vẫn chưa có manh mối hắn sẽ trực tiếp đột phá trên con đường tu hành cơ duyên tuy quan trọng nhưng tinh thần cầu tiến cũng quan trọng không kém có câu nói quá tam ba bận hắn đã nhiều lần kìm nén cảnh giới nếu tiếp tục kìm nén nữa e rằng sẽ ảnh hưởng đến niềm tin tu hành của bản thân được cái này mất cái kia lo được lo mất cũng là điều tối kỵ trong tu hành nếu vì cái gọi là cơ duyên hư vô mờ mịt mà trở nên do dự thiếu quyết đoán đối với hắn mà nói lại càng có hại nghĩ thông suốt điểm này trong đầu lục thanh bỗng nhiên cảm thấy một trận thanh minh ngay sau đó thần hồn trong huyệt mi tâm trở nên linh hoạt hơn có thêm một tia ý vị khó tả lục thanh hơi sững sờ rồi lập tức ngộ ra không ngờ chỉ là nghĩ thông một vấn đề đưa ra quyết định mà cũng có thể dẫn đến một lần tiểu đốn ngộ khiến thần hồn ta thêm phần thanh khiết linh hoạt. Xem ra, lời cổ nhân dạy phải thường xuyên tự vấn bản thân quả là chí lý. Trải qua lần tiểu đốn ngộ này, Lục Thanh càng thêm kiên định với quyết định của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xe ngựa đã bon bon gần hai canh giờ, sắc trời bắt đầu nhuốm màu u ám. Lục Thanh cùng đoàn người đi ngang qua một thôn nhỏ, bèn bỏ ra chút bạc, mướn một gian nhà của một hộ nông gia có vẻ khá giả để nghỉ chân qua đêm. Trong lúc Lục Thanh và mọi người đang bận rộn chuẩn bị chỗ nghỉ đêm, thì ở một nơi thần bí nào đó, nơi ấy có núi non trùng điệp, trên núi có cung điện cổ kính, mây bay nước chảy, chim hạt vần quanh, quả là một chốn tiên cảnh. Giữa sườn một ngọn núi hùng vĩ nhất, trước một khu nhà nguy nga tráng lệ, là một quảng trường rộng lớn. Lúc này, trên quảng trường, một lão giả tiên phong đạo cốt, tóc búi cao, râu tóc bạc phơ, vận trường bào trắng, đang nhìn mây bay phía xa, vẻ trầm ngâm không biết đang suy tư điều gì một lát sau tiếng bước chân vang lên một lão giả râu tóc đen nhánh thân hình cao lớn vận đạo bào đen bước tới sư huynh huynh đang nghĩ gì vậy ta đang nghĩ nay thiên địa đã đổi thay linh khí đã tái xuất chẳng hay nhất mạch chúng ta có nên chuẩn bị nhập thế hay không sư huynh thời cơ đã đến rồi sao lão giả râu tóc đen nhánh giật mình mừng rỡ hỏi thời cơ của chúng ta vẫn chưa đến lão giả tiên phong đạo cốt lắc đầu tuy rằng nay thiên địa đã biến nhưng quy tắc thiên địa vẫn đang diễn hóa chưa hoàn thiện chúng ta ra ngoài không những không nắm bắt được cơ duyên mà còn có thể bị quy tắc áp chế tổn hại đạo cơ nhưng sư huynh vừa mới còn nói lão giả râu tóc đen nhánh nghi hoạch thời cơ nhập thế của chúng ta đúng là chưa đến nhưng cơ duyên của đám tiểu bối dưới kia thì sắp đến rồi Ánh mắt lão giả Tiên Phong đạo cốt lóe lên một tia uy thế khó tả, nhìn lên trời cao. Nếu ta không tính sai, nhiều nhất nửa tháng nữa, quy tắc thiên địa bên ngoài sẽ diễn hóa đến một mức độ nhất định. Đến lúc đó, đại cơ duyên đầu tiên giữa thiên địa cũng sẽ xuất hiện, ai đoạt được cơ duyên này sẽ trở thành thiên chi kiêu tử chân chính. Vì tiên đồ của bản thân, đặt nền móng vững chắc nhất tại đại thế tranh giành này, đoạt được tiên cơ chân chính. Tương lai thành tiên làm tổ cũng không phải là không thể lại có chuyện này sư huynh đó là đại cơ duyên gì lão giả râu tóc đen nhánh giật mình vội vàng hỏi cụ thể là cơ duyên gì ta cũng không rõ ta chỉ căn cứ vào điển tịch tiên tổ để lại cùng với suy tính của bản thân mới có được chút manh mối này theo ghi chép của tiên tổ mỗi lần thiên địa đại biến đại cơ duyên sinh ra kỳ thực không cố định chỉ có chờ cơ duyên chân chính xuất hiện mọi người mới biết nó là gì lão giả tiên phong đạo cốt thở dài cơ duyên như thế chúng ta không thể ra tay tranh đoạt sao lão giả râu tóc đen nhánh hỏi không thể lão giả tiên phong đạo cốt lắc đầu thiên địa có linh sẽ không để tất cả cơ duyên bị người độc chiếm đây là cơ duyên thiên địa dành cho những người tu hành trẻ tuổi với tu vi của những lão gia hỏa chúng ta nếu ra ngoài sẽ lập tức bị quy tắc thiên địa áp chế đến lúc đó đạo cơ tổn hại cho dù đoạt được cơ duyên cũng là được không bù mất Sư Huynh, nói như vậy, cơ duyên lần này sau khi thiên địa biến hóa, là không có duyên phận với chúng ta sao? Lão giả hắc y tóc đen có chút không cam lòng nói. Không sai, đây là cơ duyên thuộc về đám tiểu bối kia, đi thôi, tìm những đệ tử xuất sắc trong tông môn đến, không cần quá nhiều, tiên thiên cảnh và hậu thiên cảnh mỗi cảnh giới 10 người là được, ta có lời muốn nói với bọn hắn. Lão giả tiên phong đạo cốt thở dài nói. Vâng, sư huynh, ta lập tức đi làm lão giả hát y tóc đen đáp ứng đang muốn rời đi đột nhiên lại dừng lại do dự một chút cuối cùng vẫn nói sư huynh việc này có cần thông báo cho mấy gia tộc khác trong bí cảnh không lão giả tiên phong đạo cốt suy nghĩ một chút nói thông báo đi nếu không còn không biết đến lúc đó bọn họ lại muốn làm ầm ĩ thế nào chờ sư đệ đi rồi lão giả tiên phong đạo cốt tiếp tục nhìn mây trôi phương xa ánh mắt ung dung một mạch của chúng ta ở trong bí cảnh này những nhịn mấy vạn năm rốt cục cũng đợi được một lần thiên địa biến hóa nữa có hy vọng đi ra ngoài rồi cũng không biết năm xưa chủ tông một mạch cùng các đại tiên tông khác leo lên hư không chi chu phá giới mà đi có tìm được đường ra hay không có còn ngày trở về nữa không ta có thể tính ra cơ hội thiên địa biến hóa bên ngoài mấy bí địa khác hẳn là cũng không khác biệt lắm cũng không biết bọn họ lại sẽ phái những đệ tử nào nhập thế tranh đoạt cơ duyên Tiểu Nghiên, đến đây, từ hôm nay trở đi, ca ca sẽ chính thức dạy ngươi tu hành, về sau có thể bay hay không, liền xem chính ngươi có chịu khó tu luyện hay không." Sáng sớm, tại một khối đá lớn bằng phẳng, Lục Thanh Niêm túc nói. Trước mặt hắn, Tiểu Nghiên đang ôm Tiểu Ly, ngoan ngoãn ngồi. "Vâng, Tiểu Nghiên sẽ cố gắng tu hành." Nghe ca ca nói, Tiểu Nghiên thành thật gật đầu. "Vậy hôm nay ca ca trước hết dạy ngươi một loại hô hấp pháp, chờ ngươi luyện bộ hô hấp pháp này thuần thục, có thể cảm ứng được linh khí trong thiên địa, ca ca sẽ dạy ngươi những phương pháp tu hành khác. Tốt ạ." À, tiểu Nghiên nhìn Lục Thanh với ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Lục Thanh mỉm cười, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trán Tiểu Nghiên. Ngữ khí ôn hòa nói, "Vậy bây giờ ngươi nhắm mắt lại, dựa theo những gì ca ca dạy, điều tiết hô hấp." Theo Tiểu Nghiên nhắm mắt lại, một cỗ lực lượng thần hồn ấm áp, nhẹ nhàng bao phủ quanh nàng, đồng thời một giọng nói ôn hòa vang lên trong đầu nàng. Khiến nàng không tự chủ được, cứ dựa theo chỉ dẫn của âm thanh kia, chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình. Chỉ chốc lát, liền với một tiết tấu hô hấp kỳ lạ, tiến vào trạng thái nhập định. Lục Thanh thu tay lại, nhìn Tiểu Nghiên đã nhập định, có chút cảm thán. Thiên phú tu hành của tiểu gia hỏa này, quả nhiên cực tốt, chỉ một lát đã có thể lĩnh ngộ được huyền cơ, tiến vào trạng thái nhập định. Không hổ là người được dị năng chứng nhận là có một Ti Tiên Thiên Đạo thể cùng thiên phú tu hành băng cơ ngọc cốt. Thấy Tiểu Nghiên đã hoàn toàn nhập định, Lục Thanh ngồi xếp bằng xuống, lặng lẽ chờ đợi bên cạnh. Tiểu Ly thì tiến vào trong ngực hắn, nằm sấp một cách yên tĩnh. Lục Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, đột nhiên, nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi Tiểu Ly, hôm qua ta có được một món đồ, hình như có chút tác dụng với ngươi, ngươi xem thử có đúng không, vừa dứt lời, Lục Thanh tâm niệm vừa động, từ trong túi càng khôn, lấy ra một vật. Đó là một quả màu trắng lớn chừng ngón tay cái. Tiểu Ly lúc đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng khi ngửi thấy khí tức của quả đó, ánh mắt đột nhiên mở to. Quả này, tên là thú linh quả, hình như có hiệu quả không nhỏ trong việc chiết xuất và thúc đẩy huyết mạch linh thú, ngươi có muốn không? Lục Thanh nắm quả màu trắng, lắc lư trước mắt Tiểu Ly. Đôi mắt Tiểu Ly, liền không tự chủ được mà đi theo quả lắc lư. Nghe Lục Thanh nói xong, càng là gật đầu ly lịa như gà mổ thóc, sau đó nhìn Lục Thanh với ánh mắt long lanh, Năng lực cảm ứng kỳ lạ bẩm sinh của nó nói cho nó biết, quả màu trắng này có chỗ tốt rất lớn đối với nó. Được, vậy nó là của ngươi. Lục Thanh nhìn thấy ánh mắt khát khao của tiểu gia hỏa, có chút buồn cười, liền không treo nó nữa, đưa quả qua. Tiểu Ly trong mắt lóe lên niềm vui sướng, dùng hai cái móng vuốt nâng quả màu trắng, không chút do dự, liền trực tiếp bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Tiểu Ly, ngươi, Lục Thanh thấy thế, đầu tiên là sửng sốt, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại nóng lòng như thế nhanh như vậy liền nuốt quả vào mặc dù thú linh quả này đối với linh thú có chỗ tốt rất lớn có thể trực tiếp ăn để luyện hóa nhưng cứ như vậy mà nuốt trọn tiểu gia hỏa sợ là lại sắp ngủ say quả nhiên sau khi tiểu ly nuốt quả màu trắng không lâu sau mí mắt của nó liền bắt đầu đánh nhau sau đó dựa vào trong ngực lục thanh ngủ say sưa thế là lục thanh trong nháy mắt liền biến thành người chăm sóc hai tiểu gia hỏa ôm tiểu ly lục thanh lặng lẽ chờ đợi ước chừng sau nửa canh giờ tiểu nghiên từ trong nhập định tỉnh lại đôi mắt sáng ngời có thần thần thái sáng láng tỉnh lại rồi cảm thấy thế nào lục thanh ôn hòa hỏi ca ca tiểu nghiên cảm thấy trên người bây giờ hết sức thoải mái giống như có sức lực dùng không hết tiểu gia hỏa kinh ngạc nói đây chẳng qua là ảo giác của ngươi bất quá tiểu nghiên quả thật rất lợi hại lần đầu tiên tu hành hô hấp pháp đã có thể nhập định nửa canh giờ ngươi so với ca ca lúc vừa mới bắt đầu tu luyện còn lợi hại hơn đấy lục thanh không tiếc lời khen ngợi hết lời tán dương tiểu gia hỏa thật sao quả nhiên đôi mắt tiểu nghiên lập tức liền sáng lên đương nhiên ca ca lừa ngươi khi nào chưa lục thanh nghiêm túc gật đầu hì hì sau đó tiểu gia hỏa liền cười ngây ngô cười xong nàng cuối cùng phát hiện không đúng nhìn về phía lục thanh trong ngực ca ca tiểu ly làm sao vậy không có gì ta cho nó ăn một chút đồ tốt nó ăn xong liền ngủ mất không sao cả đây là có chỗ tốt cho nó chờ tiểu ly sau khi tỉnh lại cũng sẽ trở nên lợi hại hơn lục thanh giải thích tiểu nghiên sau khi nghe cũng liền yên tâm bất quá nàng vẫn cười nói tiểu ly thật xấu hổ ăn xong đồ vật liền ngủ còn lười hơn cả tiểu nghiên lục thanh nghe vậy không khỏi mỉm cười được rồi chúng ta trở về thôi hôm nay vì dạy ngươi hô hấp pháp đã trì hoãn khá lâu rồi sau khi ăn cơm chiều xong chúng ta liền phải xuất phát mang theo tiểu nghiên và tiểu ly trở về ngôi làng đã nghỉ lại tối qua vừa vặn gia đình đã cho họ thuê phòng cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng sau khi lục thanh và mọi người ăn sáng xong lại trả thêm một ít tiền cho hộ nông dân đó để bày tỏ lòng cảm tạ rồi lên xe ngựa tiếp tục lên đường a à thanh sáng sớm ngươi mang tiểu nghiên ra ngoài là dạy nàng phương pháp tu hành sao? Trên xe ngựa, lão đại phu nhìn tiểu Nghiên có khí tức rõ ràng thay đổi, tò mò hỏi. "Đúng vậy Trần gia gia, ca ca dạy cháu hô hấp pháp, rất thú vị, sau khi luyện tập, tiểu Nghiên cảm thấy toàn thân đều có sức lực, ca ca còn nói chờ tiểu Nghiên luyện thành thạo, sẽ biết bay nửa cơ." Tiểu Nghiên ở một bên khoe khoang. "Hô hấp pháp?" Lão đại phu hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Thanh. "Hô hấp pháp, kỳ thực chính là công pháp nhập môn trước thực khí pháp, mục đích là dùng đạo hô hấp Điều tiết khí tức, quán tưởng quanh thân, thanh lọc tạp chất trong cơ thể. Cuối cùng đạt tới cảnh giới khí tụ quanh thân, không ô nhiễm, không vướng mắc, trăm mạch thông suốt. Lục Thanh giải thích. Khí tụ quanh thân, không ô nhiễm, không vướng mắc, trăm mạch thông suốt, lão đại phu càng thêm kinh ngạc. Đây chẳng phải là không sai, chúng ta võ đạo một đường, chỉ có đạt tới tiên thiên chi cảnh, được thiên địa ban cho tạo hóa, tu thành tiên thiên thân thể, mới có thể khiến nhục thân đạt tới cảnh giới khí tụ quanh thân, trăm mạch thông suốt chờ tiểu ly tu luyện hô hấp pháp đến viên mãn đã thông khí mạch toàn thân từ góc độ cảnh giới mà nói kỳ thật nàng cũng tương đương với bước vào tiên thiên cảnh chỉ bất quá bởi vì nàng không có trải qua rèn luyện nhục thân bằng khí huyết trên lý thuyết đến lúc đó nàng cũng chỉ có cảnh giới thật sự chiến đấu chưa chắc đã đánh thắng được một võ giả cân cốt cảnh vậy tại sao a thanh ngươi lại lão đại phu có chút không hiểu sư phụ con dạy tiểu nghiên hô hấp pháp không phải muốn nàng tăng cường sức chiến đấu mà là hy vọng nàng có thể nhanh chóng đạt tới cảnh giới khí tụ quanh thân, trăm mạch thông suốt. Đợi đến lúc đó, con sẽ tiếp tục dạy nàng thực khí pháp, đó mới là quan trọng nhất. Thực khí pháp, A Thanh con muốn lão đại phu bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng đã hiểu dự định của Lục Thanh. Không sai, tiểu nghiên thiên tư tuyệt hảo, lại thêm biến hóa như hôm nay, cho nên con muốn để nàng trực tiếp đi theo con đường tu hành của luyện khí sĩ thời cổ. Lục Thanh gật đầu. Võ đạo tu hành, tuy rằng dễ nhập môn nhưng tiến độ tu hành cũng chậm lại quá mức gian khổ tiểu nghiên có thiên phú băng cơ ngọc cốt lại mang một ti tiên thiên đạo thể trời sinh chính là một mầm mống tu tiên cực tốt lục thanh đương nhiên sẽ không để nàng đi theo con đường võ đạo mà là trực tiếp để nàng đi theo con đường tu tiên đã a thanh con có kế hoạch tốt vậy ta cũng yên tâm lão đại phu thấy lục thanh đã có tính toán trong lòng tự nhiên cũng không hỏi thêm nữa ông biết lục thanh mang theo bí thuật tu tiên thần bí nếu hắn đã có dự định vậy nhất định là đã sắp xếp ổn thỏa nhất ngược lại là ngụy tử an bên cạnh nghe mà một mặt mơ hồ bởi vì những gì lục thanh và lão đại phu nói hắn căn bản không nghe hiểu cái gì hô hấp pháp thực khí pháp cùng với cái gọi là luyện khí sĩ những từ ngữ này hắn một chữ cũng không hiểu trước đây chưa từng nghe qua cuối cùng chỉ đành cảm thán tu hành một đạo quả nhiên bác đại tinh thâm còn có biết bao nhiêu điều huyền bí mà hắn không hiểu rõ. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, giữa trưa dừng lại để ngựa nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới tiếp tục lên đường. Nhưng mà đến chiều, xe ngựa càng đi càng chậm, hơn nữa còn trở nên rất sốc nảy. Lục Thanh nhíu mày, đành phải ôm chặt Tiểu Ly còn đang ngủ say, để tránh bị đánh thức bởi sự sốc nảy này. "Sư phụ, làm sao vậy? Vì sao xe ngựa lại sốc nảy như thế?" Ngụy Tử An cũng cảm thấy không bình thường, hỏi sau đó cũng cảm giác được xe ngựa đột nhiên dừng lại lục thanh huynh đệ lão đại phu chúng ta e rằng gặp chút phiền phức rồi lúc này giọng nói của mã cổ từ phía trước xe ngựa truyền vào phiền phức gì lục thanh vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài chẳng lẽ là gặp phải cướp đường nhưng hắn cũng không cảm giác được có khí tức của người khác tồn tại gần đây nhưng khi lục thanh nhìn rõ tình hình bên ngoài hắn cũng không khỏi ngẩn người lục thanh phát hiện nơi họ đang ở hiện tại là một con đường núi vô cùng gập ghềnh mặt đất không chỉ gồ ghề mà ngay cả con đường cũng trở nên hẹp hơn rất nhiều chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua lúc này một bánh xe của xe ngựa đang bị kẹt trong một hố đá không thể di chuyển chúng ta đến nơi nào rồi lục thanh đưa tiểu ly cho tiểu nghiên ôm xuống xe ngựa nhìn quanh bốn phía sau đó phát hiện bọn họ lúc này đang ở trên một con đường nhỏ giữa sườn núi bên cạnh là vách đá trông có vẻ nguy hiểm. Lão đại phu cũng xuống xe, nhìn xung quanh một chút, hiểu ra. Chúng ta sắp vào Ách Châu rồi, nghe đồn Ách Châu là vùng đất hiểm trở nhất trong các châu, đại bộ phận lãnh thổ trong châu đều là núi non hùng vĩ, rất khó đi. Ách Châu, Lục Thanh nghe xong, cũng hiểu ra. Trong hai năm qua, hắn không chỉ tu luyện, mà còn thu thập thông tin về thế giới này. Đối với Ách Châu, hắn cũng có chút hiểu biết. Biết châu này không chỉ có nhiều núi, mà còn có nhiều sông, so với những châu khác, hoàn toàn có thể coi là vùng đất rừng thiên nước độc. Lần này thật sự có chút phiền phức. Lục Thanh nhìn hoàn cảnh xung quanh, có chút đau đầu. Nếu chỉ là một đoạn đường khó đi, với sức lực của hắn và mã cổ, hoàn toàn có thể khiên xe ngựa vượt qua đoạn đường này. Nhưng nếu cả một châu đều là đường như vậy, thì hiển nhiên là không thể. Chẳng lẽ, quãng đường còn lại, bọn họ phải bỏ xe mà đi bộ sao, lục thanh rơi vào tình thế khó xử bản thân hắn thì không sao nhưng tiểu nghiên và sư phụ hiển nhiên là không thể để họ phải vất vả như vậy ngay cả ngụy tử an cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi một chặng đường dài như vậy hơn nữa mấy ngày qua bọn họ cũng đã có tình cảm không nhỏ với chiếc xe ngựa đã che mưa che nắng cho họ nếu không phải bất đắc dĩ vẫn là không muốn bỏ nó lại biết trước thế này thà đi đường vòng xa hơn một chút đi một con đường khác còn hơn lục thanh có chút hối hận kỳ thật trước đó hắn và sư phụ cũng đã bàn bạc có nên đi một con đường khác hay không bởi vì sư phụ khi xưa du lịch thiên hạ cũng chưa từng đến ách châu cũng không rõ đường xá bên này nhưng như vậy sẽ phải đi đường vòng rất nhiều mất thêm cả một châu lộ trình lúc đó bọn họ đều muốn nhanh chóng đến trung châu cuối cùng vẫn chọn con đường này nghĩ rằng dù đường ách châu có khó đi một chút cũng vẫn tốt hơn đi vòng thêm một châu không ngờ địa thế ách châu lại hiểm trở hơn trong tưởng tượng của họ rất nhiều xe ngựa muốn đi qua quả thực là không thể sư phụ giờ làm sao đây lục thanh nhìn về phía sư phụ lão đại phu cũng hiểu rõ tình cảnh trước mắt ông suy nghĩ một chút thở dài nói bây giờ chỉ có hai lựa chọn một là quay đầu trở về hai là bỏ chiếc xe ngựa này lại đi bộ nhưng cả hai cách này đều không tốt. Quay trở về, đồng nghĩa với việc họ sẽ lãng phí thêm nhiều thời gian, bỏ xe đi bộ, thì có nghĩa là họ phải bỏ lại rất nhiều đồ đặt trên xe. Lục Thanh có thể dùng túi càng khôn để cất tất cả mọi thứ vào. Nhưng hắn tạm thời vẫn chưa muốn để lộ năng lực này ra. Hơn nữa hắn cũng không chắc, tiểu nghiên có chịu được khổ như vậy hay không. Ngay lúc Lục Thanh đang do dự. Ngụy Tử An cảm thán nói, Vậy là hai ngày đi đường vừa rồi của chúng ta coi như uổng phí, không ngờ đường Ách Châu lại khó đi như vậy, đáng tiếc, giá mà xe ngựa của chúng ta có thể bay được thì tốt. Nói nhảm gì vậy, đây chỉ là xe ngựa bình thường, ngươi tưởng là pháp bảo thần tiên trong mấy quyển thoại bản kia à, còn biết bay nữa chứ, ngươi chắc lại lén xem thoại bản của Tiểu Nghiên và Tiểu Ly rồi. Mã Cổ cười mắng. Thế nhưng, khi Lục Thanh nghe thấy những lời này, hắn lại sững sờ. Lão đại phu vậy chúng ta nên làm gì mã cổ hỏi lão đại phu suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn nói vẫn là quay đầu lại chúng ta trở về vân châu chọn một con đường khác nếu như chỉ có ông và lục thanh lão đại phu có lẽ sẽ chọn bỏ xe mà đi dù sao hai thầy trò bọn họ đều không phải võ giả bình thường với năng lực của bản thân tốc độ đi đường còn nhanh hơn cả xe ngựa nhưng phải lo lắng cho sự có mặt của tiểu nghiên và ngụy tử an thì không thể làm như vậy cho nên chỉ có thể quay trở lại đổi đường khác được ta đã biết mã cổ gật đầu chuẩn bị đi nâng xe ngựa lên để quay đầu sư phụ đừng vội quay về để con thử xem có cách nào không lúc này lục thanh đột nhiên lên tiếng a thanh con có cách lão đại phu kinh ngạc nhìn sang chỉ là có một chút manh mối thôi chúng ta trước tiên tìm một chỗ gần đây dừng lại một ngày thử xem cách của con có hiệu quả không nếu có hiệu quả tiếp theo dù là đi tiếp hay quay về đổi đường khác có lẽ tốc độ của chúng ta đều có thể tăng lên rất nhiều lục thanh không nói rõ nhưng lão đại phu hiểu rõ tính tình của đệ tử mình biết hắn đã nói như vậy hiển nhiên là có nắm chắc khá lớn lúc này ông cũng không do dự nữa liền gật đầu nói được vậy cứ làm theo lời con chúng ta trước tiên dừng lại ở đây một ngày vừa hay bây giờ đã xế chiều cách trời tối cũng chỉ còn hơn một canh giờ hôm nay họ sẽ nghỉ sớm thế là lục thanh và mọi người khiêng xe ngựa ra khỏi hố đá sau đó rời khỏi đoạn đường núi đó tìm một nơi tương đối rộng rãi gần đó dựng trại tạm thời lục thanh bảo mã cổ tháo dỡ xe ngựa xuống sau đó đi vòng quanh quan sát chậm rãi suy nghĩ a à thanh con nghĩ ra cách gì lão đại phu hỏi sư phụ đệ tử nghĩ nếu có thể khắc thêm vài trận pháp đơn giản lên xe ngựa có lẽ xe ngựa của chúng ta sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề đường xá gập ghềnh nữa lục thanh đáp khắc trận pháp lão đại phu lần này thật sự kinh ngạc a à thanh con làm được sao con cũng chưa rõ lắm để con suy nghĩ thêm đã lục thanh không quá chắc chắn nói còn mã cổ và ngụy tử an thì đã sớm nghe mà ngơ ngác trận pháp lục thanh còn biết cả thứ thần bí khó lường này sao hơn nữa, đây chẳng phải là thủ đoạn tiên gia chỉ có trong những câu chuyện kể hay sao? Đặc biệt là Ngụy Tử An, hắn chợt nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó của Lục Thanh và lão đại phu trên xe ngựa, về cái gì mà hô hấp pháp, thực khí pháp. Chẳng lẽ, đó cũng là thủ đoạn tiên gia trong truyền thuyết? Lục Thanh không để ý đến ánh mắt của Mã Cổ và Ngụy Tử An, tiếp tục đi vòng quanh xe ngựa, quan sát tỉ mỉ. Hắn có thể nghĩ đến việc khắc trận pháp lên xe ngựa, ngoài việc được Ngụy Tử An gợi ý, cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy hai tòa trận pháp lớn mà lưu vân tông bố trí ra đều có thể vận hành khiến hắn tỉnh ngộ với những biến đổi như ngày nay linh khí đã có phần khôi phục những thủ đoạn tu tiên đã từng không thể sử dụng kỳ thật cũng đã có thể dần dần khôi phục một phần uy năng nếu vậy hắn cũng có thể thử nghiệm một số ý tưởng của mình đi quanh xe ngựa một hồi ghi nhớ tất cả các chi tiết kết cấu của xe ngựa trong đầu lục thanh bắt đầu ngồi xếp bằng xuống sư phụ mã gia con cần suy nghĩ một chút sợ là không kịp nấu bữa tối hai người chịu khó một chút không sao ngươi cứ làm việc của ngươi để ta lo bữa tối mã cổ vội vàng nói tay nghề nấu nướng của hắn tuy có hơi thô sơ nhưng vẫn miễn cưỡng ăn được những ngày này khi lục thanh bận việc khác cơ bản đều là mã cổ phụ trách nấu cơm lục thanh gật đầu lập tức nhắm mắt lại tâm thần đắm chìm vào huyệt mi tâm tiến vào trạng thái nhập định sau khi nhập định tâm thần Lục Thanh hoàn toàn tĩnh lặng, hắn bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên, hắn suy nghĩ về việc nên khắc loại trận pháp nào lên xe ngựa. Mang trong mình hai đại truyền thừa tu tiên, Lục Thanh biết không ít trận pháp, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Thần phù môn thì bỏ qua, hệ thống truyền thừa này, tuân theo tư tưởng lấy vạn vật trong thiên địa làm thầy, bày trận chú trọng sự biến hóa linh hoạt, không bó buộc theo một khuôn mẫu, tùy tâm sở dục. Trận pháp cụ thể để lại không nhiều, lại đều là những đại trận có uy lực vô cùng lớn cần dựa vào thế của thiên địa mới có thể bố trí lục thanh hiện tại còn chưa thể bố trí ra được nhưng truyền thừa có được từ ly hỏa đỉnh thì khác ly hỏa tông có tạo nghệ cực sâu về hỏa hành chi đạo có phong cách riêng đồng thời cũng rất am hiểu luyện khí và luyện đan mà trong luyện khí nhất đạo trận pháp là không thể thiếu dù sao bất kể là pháp bảo hay pháp khí gì đều phải khắc trận pháp lên trên mới có thể có được uy lực vượt qua bản thân vật liệu bởi vậy trận pháp được ly hỏa tông truyền thừa xuống có thể nói là vô cùng phong phú từ những pháp trận nhập môn sơ cấp nhất cho đến pháp trận có thể luyện chế ra linh khí cực phẩm đều có ghi chép với năng lực hiện tại của lục thanh những trận pháp cao cấp kia hắn không cần phải nghĩ đến ngay cả trận pháp trung đẳng hắn cũng không thể bố trí được cho nên cuối cùng hắn vẫn nhắm mục tiêu vào những pháp trận sơ cấp nhất trong truyền thừa Tâm thần lựa chọn trong truyền thừa một hồi, Lục Thanh cuối cùng chọn ba pháp trận sơ cấp. Kinh linh trận, thanh phong trận, cố hóa trận. Hai trận pháp đầu tiên, đúng như tên gọi, là để cho xe ngựa trở nên nhẹ nhàng hơn, còn trận cuối cùng, cố hóa trận, là để Lục Thanh gia cố xe ngựa. Xe ngựa trở nên nhẹ nhàng hơn, tốc độ cũng sẽ tăng lên tương ứng, xe ngựa tự nhiên cũng phải kiên cố hơn mới được. Nếu không, khi đi với tốc độ cao, vạn nhất gặp phải sự cố đặc biệt nào đó, xe lật thì sẽ phiền phức lớn. Chọn xong trận pháp, Lục Thanh liền trực tiếp mở ra dị năng, tiến vào trạng thái tu luyện, bắt đầu lĩnh hội những trận pháp kia. Ở trạng thái gần như giác ngộ, Lục Thanh nhanh chóng hiểu rõ hoàn toàn những trận pháp đó. Lúc này, trong đầu hắn hiện ra kết cấu xe ngựa đã ghi nhớ trước đó, tiếp đó suy tính, nên khắc trận pháp lên trên như thế nào. Không lâu sau, hắn đã nghĩ ra phương án khắc tốt nhất, kiểm tra nhiều lần, phát hiện quả thật không có sai sót lúc này mới thoát khỏi trạng thái tu luyện mở mắt ra thấy bên ngoài trời đã sắp tối sư phụ và những người khác đang vây quanh một đống lửa đang ăn gì đó a à, thanh tỉnh rồi lại đây ăn chút gì đi lão đại phu là người đầu tiên phát hiện lục thanh tỉnh lại đa tạ lục thanh đi qua nhận lấy một cái bánh nướng mà mã cổ đưa tới thế nào có manh mối gì không lão đại phu hỏi cơ bản đã suy tính xong sáng mai có thể khắc trận pháp lục thanh gật đầu nghe hắn nói vậy hai thầy trò mã cổ và ngụy tự an lập tức vô cùng mong đợi không ngờ lục thanh thật sự hiểu được thủ đoạn trận pháp trong truyền thuyết bọn họ thật sự không thể chờ đợi để được chứng kiến ngay cả lão đại phu cũng cảm thấy mong chờ kỳ thực ông cũng rất tò mò lục thanh rốt cuộc sẽ khắc trận pháp như thế nào tuy rằng trước đó đã được chứng kiến trận pháp thật sự ở lưu vân trấn nhưng điều này quá mức huyền ảo nhìn thấy như sương mù căn bản không nhìn thấu huyền bí trong đó có thể tận mắt thấy lục thanh khắc trận pháp với ông mà nói có lẽ sẽ có thể hiểu ra được một hai phần huyền cơ mang theo sự phấn khích mã cổ và ngụy tử an đêm đó gần như không ngủ được ngụy tử an còn vì thế mà mơ mơ màng màng mơ một giấc mơ rất kỳ lạ trong mơ hắn trở thành tiên nhân hô phong hoáng vũ tiện tay vung lên là có thể bay lên trời, vô cùng thần kỳ. Đến nỗi sáng sớm, sau khi Lục Thanh tỉnh lại, liền bị hai đôi mắt dõi theo, bất kể làm gì, ánh mắt đó đều dính chặt trên người hắn. Đặc biệt là lúc ăn sáng, ánh mắt của Mã Cổ và Ngụy Tử An càng thêm nóng bỏng, tràn đầy mong đợi, khiến Lục Thanh tương đối bất đắc dĩ. Được rồi, chờ ta uống xong chén cháo này, sẽ bắt đầu khắc trận pháp, được chứ? Lục Thanh thở dài nói. Không sao không sao ngươi cứ ăn trước đi hai thầy trò mã cổ đồng thanh nói chỉ là ánh mắt vẫn còn nóng bỏng lục thanh lại thở dài một tiếng ăn nhanh mấy miếng uống cạn chén cháo sau đó đứng dậy đi về phía xe ngựa mã cổ và ngụy tử an thì theo sát phía sau vẻ mặt tò mò đó khiến lão đại phu cũng phải bật cười đến trước xe ngựa lục thanh lấy ra một con dao khắc và một lọ mực đỏ thấm trận pháp sơ cấp nhất yêu cầu về vật liệu cũng không cao chỉ cần có mực thiên là được. Mà lọ mực đỏ thấm này, chính là do lục thanh điều chế trước đó. Nói đến, vật liệu để chế tạo mực thiên này, là do hắn lấy được từ ngụy Sơn Hải trước kia. Vốn định dùng để bố trí một tiểu tụ linh trận trong vườn thuốc ở tiểu viện giữa sườn núi, không ngờ sư phụ đột nhiên quyết định đi Trung Châu, khiến cho mực thiên này tạm thời không dùng đến. Cũng không biết, cốc nhân sâm ngàn năm trong vườn thuốc ở tiểu viện giữa sườn núi kia, bây giờ thế nào rồi? nhìn lọ mực linh kia, trong lòng Lục Thanh chợt nảy ra một ý nghĩ. Trước đây hắn muốn bố trí một tiểu tụ linh trận trong vườn thuốc ở tiểu viện giữa sườn núi, để cung cấp nuôi dưỡng cho vườn thuốc. Kết quả hiện tại trận pháp chưa bố trí xong, bọn họ cũng không còn ở nhà. Cốc nhân sâm ngàn năm kia e rằng sẽ không còn ngoan ngoãn ở yên trong vườn thuốc nữa. Lắc đầu nhẹ, xua đi tạp niệm trong lòng, Lục Thanh mở lọ mực, cầm lấy dao khắc. Nhìn xe ngựa, tĩnh tâm ngưng thần, chờ tâm tình hoàn toàn bình tĩnh lại. Lập tức, một luồng lực lượng thần hồn bùng phát trên người hắn, tay cầm dao khắc đột nhiên chuyển động, nhẹ nhàng chấm vào lọ mực, sau khi chấm mực thiên, bắt đầu khắc lên thân xe ngựa. Nhờ sự quan sát hôm qua, cộng thêm suy tính của thần hồn, Lục Thanh đã thuộc lòng tất cả các kết cấu của xe ngựa. Bởi vậy, việc khắc trận pháp cũng khá nhanh chóng. Mã Cổ và Ngụy Tử An, ngay từ lúc Lục Thanh cử động, mắt đã mở to chỉ thấy tay lục thanh cầm dao khắc vẽ ra từng đường vòng cung kỳ lạ dao khắc trên xe ngựa khắc ra từng phù văn huyền ảo thần dị hơn nữa là mỗi khi khắc xong một phù văn trên phù văn sẽ có quan hoa sáng lên rồi dần dần ẩn vào trong thân xe hai người chưa từng thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy nhìn một lúc không chỉ mắt mà cả miệng cũng dần dần há to chỉ có lão đại phu thần sắc trang trọng trong huyệt mi tâm có lực lượng thần hồn nhẹ nhàng bùng phát đang cảm ngộ ý nghĩa ẩn chứa trong trận pháp mà Lục Thanh Khắc. Lục Thanh Khắc như vậy hơn một canh giờ. Khi hắn khắc xong phù văn trận pháp cuối cùng, nối liền với phù văn đầu tiên, cả chiếc xe ngựa đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từng đạo phù văn màu đỏ huyền ảo hiện lên giữa không trung, cuối cùng biến mất vào trong thân xe. Chờ đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, xe ngựa lại khôi phục hình dáng như cũ, trên thân xe, ngoại trừ thêm một chút hoa văn, dường như không có gì thay đổi khác. Nhưng Mã Cổ và những người khác có thể cảm nhận được, so với trước đó, trên xe ngựa rõ ràng có thêm một luồng khí tức kỳ lạ, trở nên thần bí hơn không ít. "Lục Thanh huynh đệ, bây giờ coi như đã hoàn thành chưa?" Mã Cổ hỏi. "Ừm, ta đã khắc tổng cộng 3 trận pháp lên xe ngựa, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là có thể giúp chúng ta sớm ngày đến Trung Châu." Lục Thanh gật đầu. "Không phải hắn không muốn khắc thêm vài trận pháp, mà là không thể." chiếc xe ngựa này tuy là do ngụy gia bỏ ra nhiều tiền chế tạo sử dụng không ít vật liệu quý giá nhưng những thứ này rốt cuộc cũng chỉ là phàm vật không thể chịu đựng được quá nhiều lực lượng của trận pháp hơn nữa mực thiên trong tay hắn cũng không nhiều cần để dành một ít phòng khi bất trắc cảm nhận được lực lượng trận pháp ẩn ẩn phụ động trên xe ngựa lục thanh cũng cảm thấy có chút hài lòng mặc dù trước đây cũng đã luyện tập qua nhưng lần này kỳ thực có thể coi là lần đầu tiên hắn thật sự khắc trận pháp không ngờ lại có thể hoàn thành hoàn hảo như vậy truyền thừa của thần phù môn quả nhiên cường đại lục thanh thầm cảm thán trong lòng đúng vậy lần này hắn có thể hoàn mỹ không tì vết không một chút sai sóc nào mà khắc liên tục ba trận pháp không phải là do hắn vận khí bùng nổ nhân phẩm đột nhiên tăng cao mà tất cả đều là nhờ hắn có phù lục thần hồn khắc trận pháp không phải chỉ đơn giản là khắc họa ra phù văn trận pháp là được trong quá trình khắc còn cần dùng thần hồn làm dẫn mực thiên làm đường tạo thành liên kết giữa mỗi phù văn cuối cùng đầu đuôi nối liền mới có thể cấu kết thành trận dẫn động lực lượng kỳ diệu giữa thiên địa hóa thành lực lượng trận pháp mà khi khắc trận pháp lục thanh cũng cảm nhận được thông qua phù lục thần hồn hắn có một loại lực lượng khống chế kỳ diệu đối với những phù văn trận pháp mà mình khắc ra cứ như thể phù lục thần hồn chính là chúa tể khiến hắn có thể tùy ý bố trí hạ bút thành văn đối với những phù văn đó phù lục thần hồn không hổ là căn bản tu hành phù văn nhất đạo hiệu quả khống chế và gia trì đối với phù văn và phù lục còn mạnh hơn ta tưởng tượng ta đối với nó vẫn còn hiểu biết quá ít lục thanh bỗng nhiên tỉnh ngộ trong lòng nhưng điều này cũng không thể trách hắn truyền thừa thần phù môn mà hắn có được dù sao cũng chỉ là do vị tồn tại thần bí đã tạo ra ngọc giảng kia tiện tay để lại không phải là toàn bộ truyền thừa của thần phù môn ngoại trừ phương pháp tu hành phù văn nhất đạo cũng không có quá nhiều thông tin liên quan khác khác xa với sự phong phú và hoàn chỉnh của truyền thừa để lại trên ly hỏa đỉnh cho nên đối với phù lục thần hồn ngoại trừ phương pháp tu hành những uy năng cụ thể của nó còn cần lục thanh từ từ cảm ngộ và khai phá không sao hiện tại như vậy cũng tốt lục thanh không cảm thấy tiếc nuối ngược lại vui vẻ chấp nhận con đường tu hành đôi khi vẫn phải có một chút bất ngờ mới càng thêm thú vị lục thanh huynh đệ trận pháp đã khắc xong rồi hay là chúng ta thử ngay bây giờ đi lúc này mã cổ nhìn lục thanh với ánh mắt mong đợi lục thanh trầm ngâm một chút gật đầu nói cũng được tuy rằng trận pháp đã khắc thành công nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào vẫn phải thử mới biết được vậy ta đi đóng xe ngay đây mã cổ nghe xong lập tức chạy đi dắt ngựa lục thanh huynh đệ tiếp theo nên làm gì đây tại một đoạn đường bằng phẳng sau khi mã cổ cho ngựa nghỉ ngơi xong hắn hỏi lão đại phu cùng ngụy tử an và tiểu nghiên thì đang đứng bên đường chỉ cần trực tiếp điều khiển là được trận pháp trên xe ngựa đã được ta điều chỉnh chỉ cần chuyển sang trạng thái vận hành nó sẽ tự động kích hoạt lực lượng của pháp trận lục thanh đáp xe ngựa ngày thường đều do mã cổ điều khiển không có lực lượng thần hồn thì không thể thúc đẩy trận pháp vì vậy lục thanh đã thiết lập trận pháp trên xe ngựa để có thể tự động kích hoạt chỉ cần cảm nhận được xe ngựa bắt đầu di chuyển trận pháp sẽ khởi động bảo vệ xe ngựa thần kỳ như vậy sao tốt để ta thử xem mã cổ nghe xong trong lòng càng thêm mong chờ hắn nhẹ nhàng vung roi hai con ngựa kéo xe cao lớn sau thời gian dài gắn bó gần như có thể hiểu ý mã cổ lập tức bước chân nhẹ nhàng, chạy về phía trước. Vừa chạy, Mã Cổ lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Chiếc xe ngựa này, từ khi rời khỏi cửu lý thôn, hầu như đều do hắn điều khiển. Có thể nói hắn đã quá quen thuộc với nó, rõ như lòng bàn tay. Nhưng lần này, sau khi xe ngựa chuyển động, hắn lại cảm thấy xa lạ. Cả cổ xe ngựa trở nên nhẹ nhàng linh hoạt, gần như lướt đi trên đường. Một luồng lực lượng kỳ lạ tuôn ra, không chỉ bao bọc lấy xe ngựa mà ngay cả hai con tuấn mã phía trước cũng được bao phủ trong đó ngay khi xe ngựa vừa chuyển động tốc độ lập tức tăng vọt gần như trong nháy mắt đã lao đi thật xa nhanh quá lão đại phu và những người khác đều kinh ngạc tốc độ của xe ngựa này nhanh hơn gấp mấy lần so với khi họ cố gắng chạy hết tốc lực bình thường tốc độ nhanh như vậy khiến mã cổ gần như không kịp phản ứng suýt chút nữa đâm vào rừng cây bên đường may mắn thay Mã cổ dù sao cũng là một cường giả võ đạo sắp bước vào cân cốt cảnh viên mãn, khả năng kiểm soát vẫn rất tốt, vào thời khắc quan trọng, hắn vẫn kịp điều khiển xe ngựa dừng lại, không bị lật. Ngay cả hai con tuấn mã cũng giật mình, liên tục ngoái nhìn lại, dường như đang thắc mắc tại sao xe ngựa lại nhẹ hơn bình thường nhiều như vậy. Mã gia, ngươi không sao chứ, Lục Thanh cũng hơi hoảng sợ, mặc dù hắn biết rằng dưới sự bảo vệ của trận pháp, ngay cả khi xe ngựa bị lật cũng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không khỏi hỏi một câu không sao không sao ta chỉ là chưa chuẩn bị kịp mã cổ liên tục xua tay mặt hơi đỏ lên để ta thử lại lần nữa vậy ngươi cẩn thận một chút ngồi trên xe ngựa mã cổ hít sâu một hơi vẻ mặt trở nên nghiêm túc lần này hắn không thể để mất mặt nữa roi ngựa vung lên hai con tuấn mã nghe tiếng roi theo bản năng giơ móng lại chạy theo xe ngựa chuyển động luồng lực lượng kỳ lạ đó lại xuất hiện bao phủ cả người và ngựa tốc độ xe ngựa lại tăng lên lần này đã có sự chuẩn bị tâm lý mã cổ nhanh chóng thích nghi vững vàng điều khiển xe ngựa trong mắt lục thanh và những người khác họ chỉ thấy mã cổ điều khiển xe ngựa như một cơn gió thoảng qua ngay lập tức biến mất ở khúc cua phía trước không lâu sau hắn lại nhanh chóng lao tới từ phía trước cuối cùng dừng lại trước mặt bọn họ một cách ổn định trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ tiếng vó ngựa lách tách, vậy mà không có nhiều âm thanh khác, ngay cả tiếng bánh xe ngựa cũng gần như không nghe thấy. Lục Thanh huynh đệ, chiếc xe ngựa này sau khi được ngươi cải tạo, thật sự quá thần kỳ, mã cổ nhảy xuống xe, mặt mày hớn hở. Ngay cả hai con tuấn mã cũng thở vào nhẹ nhõm, như thể đồng ý với hắn. Sư phụ, cảm giác điều khiển xe ngựa sau khi khắc dấu pháp trận như thế nào?" Ngụy Tử An tò mò hỏi. Rất tuyệt Mã Cổ Hào hứng trả lời, "Ngươi không biết đâu, sau khi xe ngựa bắt đầu chạy, có một luồng lực lượng thần kỳ bao quanh thân xe và ngựa, khiến chúng trở nên nhẹ nhàng và cực kỳ nhanh chóng." Nhưng trong quá trình chạy, xe ngựa lại không hề cảm thấy sốc nảy, cho ta cảm giác như đang cưỡi gió mà đi, thật sự quá thần kỳ, ta đã khắc tổng cộng 3 pháp trận lên xe ngựa. Lục Thanh tiếp lời giải thích, "Đó là Hinh Linh trận, Thanh Phong trận và Cố Hóa trận." cảm giác nhẹ nhàng và lướt gió mà ngươi cảm nhận được, hẳn là hiệu quả của kinh linh trận và thanh phong trận. Còn về phần, cố hóa trận, nó được dùng để gia cố độ bền của xe ngựa, trong thời gian ngắn, ngươi khó mà cảm nhận được. Kinh linh trận Thanh phong trận, hai thầy trò mã cổ lẫm nhẫm hai cái tên này, ánh mắt nhìn về phía lục thanh tràn đầy vẻ kỳ lạ. Họ không ngờ rằng lục thanh lại thật sự hiểu được những thủ đoạn thần kỳ như vậy trận pháp chi đạo, đó chính là pháp thuật tiên gia mà chỉ có thần tiên trong thoại bản mới hiểu được, vậy mà Lục Thanh cũng có thể thi triển. Chẳng lẽ, Lục Thanh là thần tiên hạ phàm, một ý nghĩ bất giác nảy lên trong lòng hai thầy trò Mã Cổ. Đặc biệt là khi nghĩ đến những điều thần dị mà Lục Thanh đã thể hiện từ trước đến nay, hai người cảm thấy ý nghĩ này rất có thể là sự thật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mà hai thầy trò nhìn Lục Thanh trở nên kính sợ. Hai người các ngươi không cần nhìn ta như vậy lục thanh cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của hai thầy trò đại khái cũng đoán được suy nghĩ của họ không khỏi bật cười ta không phải thần tiên gì cả chỉ là biết một chút về trận pháp chi đạo đúng lúc gặp được sự biến đổi như hôm nay trận pháp chi đạo này lại một lần nữa phát huy uy lực nên mới có thể thi triển ra mà thôi trước đó các ngươi chẳng phải đã biết rồi sao lưu vân tông chính là nhờ vận dụng trận pháp mới khiến cho nhiều người dân trong trấn lưu vân chết quang chết uổng thiên địa biến hóa mã cổ lẩm nhẩm mấy chữ này ngẩng đầu lên lục thanh huynh đệ kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi thường xuyên nghe ngươi và lão đại phu nhắc đến thiên địa biến hóa rốt cuộc thiên địa này biến đổi ở chỗ nào ngụy tử an cũng nhìn về phía lục thanh ta còn tưởng rằng mãi gia ngươi có thể nhịn mãi không hỏi lục thanh cười nói thôi được việc này cũng đến lúc nên nói cho các ngươi biết rồi cái gọi là thiên địa chi biến nếu như chúng ta tính toán không sai kỳ thực chính là lục thanh kể lại đại khái về việc linh khí đã khôi phục cho mã cổ và ngụy tử an nghe khiến hai thầy trò nghe mà há hốc mồm lục thanh huynh đệ ý ngươi là hiện giờ linh khí đang dần dần khôi phục những thần tiên và thủ đoạn tiên gia trong truyền thuyết kỳ thực đều là thật sự tồn tại một lúc lâu sau mã cổ mới hoàn hồn trở lại cái gọi là thiên địa chi biến nếu như chúng ta tính toán không sai kỳ thực chính là lục thanh kể lại đại khái về việc linh khí đã khôi phục cho mã cổ và ngụy tử an nghe khiến hai thầy trò nghe mà há hốc mồm lục thanh huynh đệ ý ngươi là hiện giờ linh khí đang dần dần khôi phục những thần tiên và thủ đoạn tiên gia trong truyền thuyết kỳ thực đều là thật sự tồn tại một lúc lâu sau mã cổ mới hoàn hồn trở lại không sai biệt lắm kỳ thực vào mấy vạn năm trước tu tiên chi đạo đã từng chân thật tồn tại chỉ là sau đó nật rờ km đang nghỉ khí suy kiệt khiến cho tu tiên chi đạo cũng dần dần suy tàn hiện nay linh khí đang khôi phục ta nghĩ không bao lâu nữa e rằng đủ loại thủ đoạn tu tiên cũng sẽ tái hiện trên thế gian hai thầy trò mã cổ lại một lần nữa chấn động thật lâu không thể bình tĩnh lục thanh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt hai người cũng không nói thêm gì nữa để họ từ từ tiêu hóa thông tin này dù sao đột nhiên từ thế giới võ đạo biến thành thế giới tiên đạo bất kể là ai khi nghe được tin tức như vậy đều cần thời gian để chấp nhận lục thanh đại phu vậy những gì ngươi nói với tiểu nghiên trước đây rằng muốn dạy nàng thuật phi hành cũng là thật sao ngụy tử an đột nhiên hỏi tiểu nghiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ca ca không sai chỉ cần tiểu nghiên chăm chỉ tu luyện tương lai nàng muốn học bay cũng không phải là không thể lục thanh gật đầu đôi mắt ngụy tử an lập tức sáng lên vậy lục thanh đại phu ta có thể không có thể không cũng học thuật phi hành ngụy tử an gật đầu lia lịa ngự phong mà bay tự do tự tại giữa trời xanh ai mà không muốn chứ cũng không phải là không thể chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện đợi đến tương lai khi ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh ta cũng có thể dạy ngươi lục thanh nói thẳng nếu ngụy tử an thật sự có thể bước vào tiên thiên cảnh chứng tỏ thiên tư của hắn rất tốt truyền thụ cho hắn một số pháp môn tu tiên cũng không phải là không thể được lục thanh đại phu ta sẽ chăm chỉ tu luyện nhận được lời hứa của lục thanh ngụy tử an mừng rỡ trịnh trọng nói trong lòng càng âm thầm thề tương lai nhất định phải liều mạng tu luyện bước vào tiên thiên cảnh mã cổ thấy vậy trong lòng có chút vui mừng về phần bản thân hắn thì không có loại hy vọng xa vời đó hắn biết rõ thiên phú của mình tương lai nếu có thể bước vào nội phủ cảnh chạm đến cấp độ tông sư võ đạo đã là mãn nguyện lắm rồi tiên thiên chi cảnh đó thật sự là điều nằm mơ cũng không dám nghĩ tới nếu như ngụy tử an tương lai có thể trở thành võ giả tiên thiên cảnh với tư cách là sư phụ hắn sẽ thật sự không còn gì hối tiếc lão đại phu đứng bên cạnh nhìn cảnh này chỉ mỉm cười không can thiệp vào quyết định của lục thanh sư phụ hiện tại trận pháp đã khắc xong vậy chúng ta tiếp theo là quay trở lại hay là trực tiếp đi xuyên qua ách châu này lục thanh hỏi lão đại phu suy nghĩ một hồi cuối cùng nói vẫn là quay trở lại đi, tốc độ xe ngựa đã tăng lên nhiều như vậy, cho dù chúng ta đi đường vòng một chút cũng không nên chậm trễ hành trình. Ách châu này vẫn là quá không thích hợp cho xe ngựa di chuyển. Sau khi tận mắt chứng kiến, lão đại phu không ngờ địa thế của Ách châu lại hiểm trở như vậy. Nhìn những con đường núi nhỏ hẹp kia, cho dù xe ngựa đã được gia trì bởi trận pháp của Lục Thanh, muốn vượt qua cũng không dễ dàng. Chưa kể, rừng sâu núi thẳm dễ sinh ra chứng khí, độc trùng, càng thêm nguy hiểm nếu là bình thường lão đại phu còn có hứng thú khám phá một phen nhưng hiện tại điều quan trọng nhất đối với họ là nhanh chóng đến trung châu không nên làm mọi chuyện thêm phức tạp được vậy cứ theo lời sư phụ lục thanh gật đầu kỳ thật hắn cũng có xu hướng quay trở lại hơn sau khi quyết định xong mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường khi tất cả đã ngồi lên xe ngựa ngoại trừ lục thanh những người khác đều có chút mong đợi trên mặt Lão đại phu, mọi người ngồi vững nhé, mã cổ ngồi ở đầu xe ngựa, khẽ quát một tiếng, roi ngựa vung lên. Hai con ngựa cao lớn phía trước hí vang vài tiếng, sau đó hưng phấn giơ móng, chạy về phía trước. Xe ngựa khởi động, một luồng lực lượng kỳ lạ từ pháp trận trên thân xe hiện ra, bao bọc lấy cả cổ xe ngựa lẫn ngựa, khiến tốc độ xe ngựa đột nhiên tăng mạnh, nhanh chóng lao về phía trước. Sự tăng tốc đột ngột khiến mọi người trong xe cảm nhận được một lực kéo mạnh về phía sau lục thanh và lão đại phu vẫn ổn với tu vi của họ đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi chút tình huống này cả hai đều bất động như núi vững vàng ngồi tại chỗ ngược lại là tiểu nghiên và ngụy tự an không có khả năng như vậy suýt chút nữa đã bay về phía sau xe nhưng vào lúc này một luồng khí lưu ôn hòa bỗng nhiên xuất hiện trong xe nhẹ nhàng nâng đỡ cơ thể hai người giữ họ ổn định tại chỗ không bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu lục thanh đại phu đây là gì vậy cảm nhận được luồng khí vô hình đang nhẹ nhàng bảo vệ cơ thể mình ngụy tử an kinh ngạc hỏi đây là hiệu quả của thanh phong trận lục thanh cười nói thanh phong trận đúng như tên gọi là một trận pháp có thể điều khiển luồng khí thanh phong nó không chỉ có thể tăng tốc độ xe ngựa bằng lực đẩy của gió mà đồng thời còn có thể bảo vệ mọi người trong xe giúp các ngươi không bị va chạm hoặc thương tổn do những thay đổi đột ngột thì ra là thế Trận pháp chi đạo quả nhiên vô cùng thần kỳ, ngụy tử an cảm thán đồng thời sau khi tự mình cảm nhận được sự thần diệu của trận pháp ý chí tu luyện trong lòng hắn càng thêm kiên định chỉ cần hắn có thể bước vào tiên thiên cảnh tương lai hắn cũng có thể học được những thủ đoạn thần kỳ như vậy nghe lời tán thưởng của ngụy tử an lục thanh mỉm cười nếu là do một tu tiên giả bình thường bố trí thanh phong trận đương nhiên sẽ không có nhiều biến hóa như vậy xét cho cùng thanh phong trận cũng chỉ là một trận pháp sơ cấp mà thôi tuy nhiên thanh phong trận đã được hắn suy tính và cải biến lại khác biệt hay nói cách khác ba trận pháp sơ cấp mà hắn tự tay khắc trên xe ngựa đều có sự thay đổi đáng kể so với những gì ghi lại trong truyền thừa của ly hỏa tông mơ hồ vượt ra khỏi phạm trù của trận pháp sơ cấp tất cả những điều này đều nhờ vào phù lục thần hồn trong mi tâm của hắn lục thanh cũng phát hiện ra rằng dưới sự gia trì của phù lục thần hồn trận pháp mà hắn khách giấu không chỉ hoàng mỹ mà còn mang thêm một tầng hàm ý quy năng mạnh hơn không ít cứ như thể trong pháp trận có thêm một ti tí linh tính không còn cứng nhắc mà trở nên linh hoạt hơn rất nhiều đây mới là điểm mạnh thực sự của truyền thừa thần phù môn sao sau khi ngưng tụ thành phù lục thần hồn bất kể là bày trận hay cô động pháp phù quy năng đều mạnh hơn rất nhiều so với tu tiên giả bình thường lục thanh thầm nghĩ trong lòng trước đây hắn từng có thắc mắc Phương pháp tu hành đạo phù văn mà thần phù môn truyền lại khó khăn như vậy, riêng việc nhập môn đã khó hơn rất nhiều so với pháp môn tu tiên thông thường. Nhưng những tu tiên giả khác cũng có thể bày trận, vẽ bùa, sử dụng lực lượng phù văn như thường lệ. Vậy thì, chẳng phải phương pháp tu hành của thần phù môn là thừa thải sao? Giờ đây hắn đã hiểu, sự thần diệu thực sự của truyền thừa thần phù môn nằm ở việc ngưng tụ phù lục thần hồn. Chỉ khi có được phù lục thần hồn, mới thực sự là người tu hành phù văn họ có thể thúc đẩy lực lượng phù văn mạnh mẽ hơn nhiều so với tu tiên giả thông thường có lực lượng trận pháp gia trì dưới sự điều khiển của mã cổ xe ngựa nhanh chóng lăn bánh trên đường nếu có người quan sát từ bên ngoài họ sẽ ngạc nhiên khi phát hiện xe ngựa của lục thanh và mọi người đang được bao bọc bởi một luồng khí xanh di chuyển nhanh chóng thật kỳ lạ không lâu sau họ đã trở lại vân châu đến bên ngoài ngôi làng nhỏ nơi họ đã nghỉ trọ hôm trước nhưng lần này lục thanh và mọi người không dừng lại mà sau khi xác định phương hướng họ chọn một con đường khác nhanh chóng rời đi cứ như vậy xe ngựa lao vung vút khi trời tối lục thanh và mọi người đã rời khỏi vân châu tiến vào một đại châu khác lục thanh huynh đệ xe ngựa này sau khi được gia trì bởi trận pháp quả nhiên thần diệu vô cùng ta ước tính chúng ta đã đi được hơn một ngàn dặm đường từ sáng đến giờ lúc hoàng hôn khi dừng lại nghỉ ngơi trong một khu rừng mã cổ cảm thán một ngày đi ngàn dặm đây chính là nghĩa đen của câu nhật hành thiên lý trước đây hắn từng nghe nói trong thiên hạ có những con hãn huyết bảo mã hùng dũng có thể đi ngàn dặm một ngày không ngờ rằng một ngày kia chính hắn lại có thể điều khiển xe ngựa làm được điều thần kỳ như vậy điều quan trọng nhất là sau cả một ngày rong ruổi hai con tuấn mã kéo xe cũng không hề tỏ ra mệt mỏi hiện tại chúng vẫn có thể thông thả gặm cỏ bên đường. Nhìn là biết, một ngày dài như vậy, chúng không phải chịu áp lực quá lớn. Thậm chí ngay cả họ, nhờ có sự tồn tại của trận pháp, xe ngựa dù đi qua đường gập ghềnh cũng không hề bị sốc nảy, cả ngày hôm nay, không ai cảm thấy mệt mỏi vì đi đường như trước kia. Đây chẳng là gì cả. Lục Thanh cười nói, trong truyền thuyết, thời thượng cổ có những tu tiên giả luyện chế ra pháp bảo phi thuyền, có thể chân chính ngự phong phi hành, bay thẳng lên trời cao trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn dặm loại tốc độ đó mới có thể được gọi là pháp bảo tiên gia đích thực xe ngựa tuy được lục thanh khắc ba pháp trận có sức mạnh phi phàm giống như pháp bảo nhưng nói một cách nghiêm túc do chất liệu của nó nó chưa thể gọi là pháp bảo thậm chí không phải pháp khí nhiều nhất chỉ là có một chút đặc tính của pháp bảo so với pháp bảo và pháp khí chân chính nó vẫn còn kém xa ngự phong phi hành bay thẳng lên trời cao trong nháy mắt vượt qua trăm ngàn dặm nghe lục thanh miêu tả không chỉ mã cổ và đồ đệ cảm thấy kinh ngạc thán phục mà ngay cả lão đại phu cũng cảm thấy say mê ông không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng đó sẽ tự tại và thoải mái biết bao sau khi tưởng tượng một hồi mọi người mới bắt đầu chuẩn bị dựng lều và nấu bữa tối ca ca sao tiểu ly vẫn chưa tỉnh vậy khi lục thanh đã chuẩn bị xong bữa tối gọi mọi người đến ăn tiểu nghiên ôm tiểu ly lo lắng hỏi từ khi ăn thú linh quả tiểu ly vẫn chìm trong giấc ngủ say ngay cả đến giờ ăn cũng không tỉnh dậy phải biết rằng trước đây mỗi khi đến bữa nó nhất định sẽ đòi lục thanh cho cá khô nhưng hai ngày nay nó vẫn ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại điều này khiến tiểu nghiên không khỏi lo lắng lục thanh nhận lấy tiểu ly tiểu gia hỏa vẫn đang ngáy o hắn dùng lực lượng thần hồn cảm ứng một chút rồi lại dùng dị năng kiểm tra nói với tiểu nghiên không sao đâu tiểu ly vẫn đang tiêu hóa dược lực nhiều nhất là hai ba ngày nữa nó sẽ tỉnh còn phải hai ba ngày nữa sao tiểu nghi nghe nói tiểu ly không sao yên tâm phần nào nhưng lại có chút buồn bã hai ngày nay tiểu ly ngủ không có ai chơi cờ cùng nàng yên tâm đi đợi tiểu ly tỉnh lại sẽ chơi với ngươi ngay lục thanh đi đến bên xe ngựa nhẹ nhàng đặt tiểu ly vào chiếc ổ nhỏ của nó trên xe thật ra hắn cũng không ngờ tiểu ly lần này lại ngủ say lâu như vậy nhưng khi hắn dùng thần hồn cảm ứng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ẩn chứa trong cơ thể tiểu ly thông tin từ dị năng kiểm tra cũng cho thấy nó đang trong quá trình biến đổi quan trọng xem ra viên thú linh quả kia quả thực có hiệu quả rất lớn đối với nó nếu không nó đã không biến đổi lâu như vậy cũng không biết sau lần lột xác này thực lực của tiểu ly sẽ đạt đến trình độ nào lục thanh rất mong chờ Trước khi ăn thú linh quả, thực lực của Tiểu Ly đã có thể dễ dàng đánh bại cường giả nội phủ cảnh. Ngay cả tông sư võ đạo, trước khả năng ẩn thân thiên phú của nó, cũng không có sức chống cự. Có thể nói, trừ phi là trường hợp đặc biệt như Lục Thanh, nếu không thì Tiểu Ly gần như là vô địch trong giới hậu thiên. Vì vậy, Lục Thanh rất mong đợi những thay đổi của Tiểu Ly sau khi nó tỉnh lại. Với sự mong chờ đó, trong những ngày tiếp theo, vừa đi đường Lục Thanh vừa luôn chú ý đến tình trạng của Tiểu Ly. Sau đó hắn phát hiện, nguồn năng lượng trong cơ thể Tiểu Ly ngày càng mạnh mẽ, bộ lông đen như lửa trên người nó cũng trở nên sâu thẳm hơn. Cuối cùng, vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, khi Lục Thanh và mọi người đang dùng bữa tối, một bóng hình đột nhiên nhảy ra khỏi xe ngựa, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lục Thanh, đôi mắt to ngấn lệ, đáng thương nhìn hắn. Lục Thanh đang bưng bát, tay khựng lại, Tiểu Ly, ngươi đã tỉnh, trong lòng lại là vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn không hề cảm ứng được Tiểu Ly tỉnh lại. Ngay cả động tác vừa nhảy ra cũng vậy, không có một chút báo hiệu, ngay cả hắn cũng suýt không kịp phản ứng. Lão đại phu trên mặt càng lộ ra một tia chấn kinh. Ông cũng giống như Lục Thanh, cũng không thể sớm phát hiện động tĩnh của Tiểu Ly. Quan trọng hơn là, ông cảm ứng được một cổ nguy hiểm trên người Tiểu Ly. Điều đó nói rõ bây giờ Tiểu Ly đã có thể tới một mức độ nào đó, tạo thành uy hiếp đối với ông. Tiểu Ly, ngươi tỉnh rồi, tiểu nghiên càng là vui mừng không xiết, nếu không phải trong tay đang bưng bát, đã muốn xông lại ôm nó. Tiểu Ly gật gật đầu, trong mắt lại là vẫn còn ủy khuất, còn dùng móng vuốt nhỏ kéo quần áo Lục Thanh. Ngươi đói bụng, muốn ăn đồ vật, Lục Thanh cùng Tiểu Ly ở chung đã lâu, lập tức liền hiểu ý nó. Tiểu Ly lần nữa gật đầu. Ta đi lấy cá khô cho ngươi. Lục Thanh lập tức hướng xe ngựa đi đến, rất nhanh đã lấy ra một bồn lớn cá khô bưng cho Tiểu Ly. Tiểu Ly vừa nhìn thấy, lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nhào tới bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Xem ra mấy ngày ngủ say này thật là đã khiến nó đói lả. Lục Thanh cũng không có quấy rầy nó, mà là lặng yên mở ra dị năng hướng Tiểu Ly nhìn lại, chỉ thấy nồng đậm kim sắc dị năng chi quang từ trên người Tiểu Ly hiển hiện. hiện hách dạ linh ly, tiên thiên cấp linh thú, ấu thể, giống cái. Tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén, nhưng đá vụn liệt kim, cắt chém vạn vật. Bởi vì luyện hóa thú linh quả, mạch máu trong người đạt được tiến hóa thuế biến, trở thành tiên thiên cấp linh thú, kích hoạt huyết mạch truyền thừa. Huyết mạch thuế biến, thiên phú cũng nhận được thuế biến, hóa thành thần thông, da lông có thể vạn vẹo không gian, triệt để hòa mình vào hắc ám, ẩn tàng hết thảy khí tức. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.